Hi everyone, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay mình trong series 8 tựa game hôm nay với Baby Kids Yellow House 3D Part 2, phần 2 sẽ tựa game đầu tiên cùng các bạn khám phá trong đồ nội dung video ngoài bên này nhé. Let's play, sign 1. You better time my boy. Let's serve the food. Hello. I will be back home after I finish my work. Hmm. Maybe around 8 or so. Take care of the home and baby. Bye. Okay. Cảm ơn nhà phai mọi người giúp việc cho con nhà này các bạn nhé. Get me butter from fridge. Baby to training table inside this room. Yeah. Put your diaper back on the table. What is this? Oh my god. Okay, cái game xảy ra lỗi rồi bạn. Để chúng ta chuyển qua thì tiếp theo nhé. Slenderina the Seller. Ah!
I think here. Tại sao cô không xếp thứ bảy trở lại không? Cô xếp cuối cùng. Tình cửa. Ai sẽ to thì chẳng thể ở đây đâu. Oh my god. Mình sẽ tìm nhé rồi bạn. Ok, không còn chuyển qua thì tiếp theo. Slenderin nó sẽ đi. Thank you.
Mà sẽ chụp hóa chuyện là sau đây vậy. Cần tìm con số 2 nữa các bạn. Rồi được Elixir Coffee các bạn. Còn 2 bạn. Ui. Cùng mạng cuối cùng các bạn. Thank you.
Que cua é, bạn? Sao đưa cô ra ngoài rồi các OK, sẽ thành công ạ. Escape here with the gun. Đây là mình đã cố vãn phá đạn sau tên này các bạn nhé. Vẫn chưa qua tên tiếp theo. Stand and rising to. Thank you.
But we never believe you. To find 20 money best in the house. Thank you.
cường thử thách lên. Escape nhỉ? Cho được 43 trong frame này bạn nhé. Vẫn chuyển qua tình hình tiếp theo nào. Tầm 3 mic. Có thể đi ra vào trong được không? You can go inside. Theo cái chân máu nào follow this spot. Không được bạn, ok, cố vận chuyển sang tình hình tiếp theo nhé. Snail Arena, The Shell Retreat.
Say it again one more time. No new Android here. It's nothing here.
Như thế kỳ. Ok, và từ đó video này cũng hết. Đây có lẽ cũng là thế kỷ cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên channel mình nhé. Thank you.